Cá đao bà con ơi, bà con biết hết cá đao rồi phải không bà con? Nhưng mà cá đao nó tốt, thật là tốt cho sức khỏe người ăn thịt cá đao. Nhưng mà có những người có số bệnh thế này, không ăn được cá đao, vui lòng đừng ăn cá đao để cho nó tốt cho chứng bệnh của mình. Cứ ăn cá đao vào thì bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi, không lợi gì cả. Đó là những người không ăn được mật cá nè. Đó, cá đao là không ăn mật cá, nạo cá, làm gỏi ăn sống. Và những người có bệnh gút, viêm loét dạ dày, thối vị hành, viêm túi mật, viêm tụy, bệnh về mắt, vui lòng đừng ăn cá đao. Mà ăn cá đao thì tuyệt đối không ăn mật cá, nạo cá, không làm gỏi cá, mà ăn và ăn sống thì nó rất là nguy hại, đi cấp cứu còn không kịp với nhau bà con. Và những người có không ăn cá đao là bệnh gút, bệnh viêm loét dạ dày, thối vị hành, viêm túi mật, viêm tụy, bệnh mắt, là vui lòng đừng ăn cá đao để cho nó tốt, tốt cho sức khỏe của mình. Ăn cá đao nó tốt là những người còn lại là ăn được hết, mà nó tốt cho những chứng bệnh trào ngược, viêm loét dạ dày, sỏi mật, hạn chế cho cơn đau, khớp tích cức thực, nó tốt, tốt cho bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch. Mà nếu ta ăn cá đao như các loại cá bình thường ta hay ăn, nhưng mà nên ăn 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp tục cá đao nha bà con. Đó, ta ăn cá đao giống như những loại cá mà ta ăn thường ngày, thì ta ăn bình thường vậy thôi. Nhưng mà ăn 5 ngày phải nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn cá đao. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Chào chào. Nào nào, xin chào.